Hà Nội, một số quận huyện cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại ở vùng xanh. Từ mùng 6 tháng 9, một số huyện trên địa bàn Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện được bán hàng mang về tại các xã phường, thị trấn vùng xanh trên địa bàn. Huyện Gia Lâm cho phép bán hàng ăn mang về ở vùng xanh. Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ thị số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, huyện Gia Lâm đã quyết định các mức độ giãn cách cụ thể theo từng phân khu phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch. Trên cơ sở đó, sẽ tổ chức sản xuất, sinh hoạt, truy vết và xét nghiệm cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, phân khu 1 vùng đỏ gồm một phần địa giới thôn 3 xã Đông Dư và một phần thôn Giao Tất A xã Kim Sơn cùng là khu vực có ổ dịch đang được phong tỏa cách ly. Khu này sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ không cho người ra vào, yêu cầu ai ở đâu ở đó, nhà nào ở yên nhà đấy để khoanh vùng, truy vết, dập dịch triệt để. Ngoài ra, chính quyền sở tại sẽ lập chốt kiểm soát ra vào tại phân khu 1, thiết lập hàng rào cứng tại các tuyến đường ngang, ngõ tắt, có tính đến phương án linh hoạt trong trường hợp khẩn cấp. Vùng đỏ này sẽ dừng triệt để các hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ cho cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ người dân. Phân khu 2, vùng da cam sẽ bao gồm các thôn, tổ dân phố, khu vực của xã, thị trấn có thôn, tổ dân phố bị phong tỏa. Các tổ dân phố, khu vực vừa kết thúc phong tỏa trong thời gian 14 ngày, khu đô thị Đặng Xá, khu đô thị Vinhome Ocean Park và các nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài các khu cụm công nghiệp. Toàn bộ vùng da cam sẽ thực hiện theo chỉ thị 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Trong đó, tiếp tục duy trì trực chốt tại các tổ dân phố, thôn, đảm bảo 24/24 và 7/7 ngày trong tuần cho đến khi có thông báo mới, cho phép người dân, phương tiện đến từ vùng 2, vùng 3 và các phân khu khác trên địa bàn huyện ra vào nhưng phải kiểm soát, lập sổ theo dõi. Tại phân khu 2, huyện Gia Lâm cho phép các hoạt động sản xuất thiết yếu, các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ tư nhân được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phương châm 3 tại chỗ, một cung đường, 2 điểm đến và có phương án phòng chống dịch đã được Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn phê duyệt. Đối với phân khu 3, vùng xanh, gồm 19 xã, thị trấn không có ca bệnh phát sinh trên địa bàn sau thời gian cách ly phong tỏa theo quy định, sẽ thực hiện như phân khu 2, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, không uống, được mở cửa hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang về. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch. Trên cơ sở đó, chính quyền sở tại áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 16 hoặc cao hơn chỉ thị 15 để đảm bảo phù hợp và nhanh chóng đưa địa phương trở lại trạng thái giai đoạn bình thường mới. Huyện Sóc Sơn, từ ngày 6 tháng 9, người dân không được ra đường sau 20 giờ nếu không có lý do chính đáng. Đây là một trong những nội dung được đề cập đến trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn ban hành chiều 5 tháng 9 nhằm thực hiện chỉ thị số 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, để chủ động phòng chống nguy cơ bùng phát, lây lan của dịch COVID-19, huyện Sóc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tạm dừng hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Khuyến khích họp trực tuyến đối với các cuộc họp cần thiết và thực hiện không quá 20 người trong một phòng họp. Người dân được khuyến cáo không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Đặc biệt là không được ra đường sau 20 giờ hàng ngày nếu không có lý do chính đáng. Huyện sẽ chỉ đạo giám sát chặt việc đi lại của người dân, xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết. Từ ngày 6 tháng 9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cũng sẽ phải đóng cửa trước 20 giờ hàng ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với khách hàng theo quy định của ngành y tế. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn vẫn đang duy trì hàng chục chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn. Tinh thần chung được đưa ra là hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân từ các huyện đến các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch và ngược lại, trừ việc đưa người dân về địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, từ nay cho đến ngày 21 tháng 9, huyện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn, vững chắc vùng xanh, ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng công nghiệp. Đồng thời, đảm bảo đạt được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn. Quận Long Biên triển khai phân 3 nhóm khu vực để kiểm soát dịch COVID-19 từ mùng 9 tháng 9. Tại quận Long Biên, Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất một số kết luận, trong đó giao Ủy ban Nhân dân quận hoàn thiện ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, căn cứ mức độ nguy cơ để chia địa bàn theo 3 nhóm khu vực theo từng mức độ. Khu vực 1 nguy cơ cao tiếp tục áp dụng thực hiện theo chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Khu vực 2 có nguy cơ áp dụng thực hiện theo chỉ thị 15 của Chính phủ nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch ở mức cao hơn. Khu vực 3 ở mức độ nguy cơ trạng thái bình thường mới áp dụng thực hiện theo chỉ thị 15 của Chính phủ.
Trên cơ sở đó, sẽ xây dựng khung tiêu chí cụ thể đối với từng loại khu vực để triển khai áp dụng. Quận ủy Long Biên yêu cầu Ủy ban nhân dân quận xây dựng và ban hành phương án khung tiêu chí xong trong ngày 6 tháng 9. Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt trong ngày 7 tháng 9. Ngày 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận sẽ phê duyệt phương án và từ 6 giờ ngày 9 tháng 9 sẽ áp dụng thực hiện theo kế hoạch của 14 phường đã được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, tính cho đến thời điểm này, Hà Nội đã trải qua 3 đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Sau ngày 6 tháng 9, 15 quận huyện của Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, trong đó 10 đơn vị giãn cách toàn bộ, 5 đơn vị giãn cách một phần. Cùng với đó, thành phố tiếp tục lập 3 vùng đỏ, vàng, xanh theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch để áp dụng chống dịch. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1, giám sát thực hiện giãn cách xã hội. Liệu những giải pháp trên có thật sự khiến cho thành phố có thể ngăn chặn, kiểm soát tốt hơn dịch bệnh trong thời gian tới? Hay là đã đến lúc chúng ta cần phải tìm cách thích nghi sống chung với dịch bệnh? Để chia sẻ rõ hơn về nội dung này, ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối với nhà báo Phạm Trung Tuyến để chúng ta sẽ cùng lắng nghe những suy nghĩ của anh. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trung Tuyến đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Về cái việc Hà Nội lập thêm các chốt kiểm soát và thiết lập 3 vùng đỏ, cam, vàng để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thì cá nhân anh có suy nghĩ như thế nào ạ? Tôi cho rằng là Hà Nội đang dành quá nhiều nguồn lực cho cái việc mà hạn chế đi lại của người dân. Thực tế thì chúng ta cần phải xác định lại là chúng ta phòng chống dịch bằng cách là hạn chế tiếp xúc hay hạn chế đi lại. Bởi vì nếu như để hạn chế tiếp xúc thì cái việc mà người dân đi lại khi mà vẫn có những công việc thiết yếu phải làm là điều cần thiết, và để mà ngăn chặn những cái hành vi mà di chuyển không thiết yếu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế các cái nhu cầu đi lại của người dân thay vì hạn chế việc di chuyển. Ví dụ như lâu nay chúng ta đã hạn chế việc bán hàng, chúng ta đã không để cho phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chúng ta đã hạn chế việc tụ tập đông người. Đó là những cái việc mà khiến cho cái nhu cầu đi ra ngoài đường của người dân càng không còn nữa, thì điều đó nó triệt tiêu cái mong muốn đi lại của người dân rồi. Bây giờ nếu như chúng ta xác định những cái loại hình công việc nào được phép hoạt động, thì chỉ những người làm việc trong loại hình đó họ mới có nhu cầu đi lại thôi. Và chúng ta có thể kiểm soát bằng cách là các cơ quan giảm số người làm trực tiếp phải tự chịu trách nhiệm về điều đó, và cái việc này hoàn toàn có thể hậu kiểm và xử phạt nghiêm. Như vậy khi mà chúng ta hạn chế cái nhu cầu đi lại của người dân rồi, thì chúng ta không cần mất quá nhiều nguồn lực để hạn chế cái khả năng di chuyển của họ nữa. Vâng ạ, như vậy là theo ý kiến cá nhân của anh, thì cái việc hạn chế nhu cầu của người dân thay vì hạn chế di chuyển, và chúng ta cần phải xác định rõ là cái công việc nào sẽ được phép hoạt động. Tuy nhiên thì với cái việc mà lập ra những cái chốt kiểm soát này, theo ý kiến của anh thì có phát huy được thực sự tính hiệu quả hay không, hay là tiếp tục tạo thêm áp lực cho người dân ạ? Tôi nghĩ rằng là những cái chốt kiểm soát như này, thứ nhất nó sẽ gây mệt mỏi cho chính các cái lực lượng thực thi công vụ, bởi vì chúng ta đều biết rồi, quy mô thành phố rộng lớn như thế này, đường ngang ngõ tắt rất nhiều, và cái việc mà nếu như chúng ta không thể đủ lực lượng để có thể kiểm soát toàn bộ các cái điểm ra vào người dân, và nếu như có chốt nhưng mà người dân vẫn có đường để đi, thì cái chốt đấy nó sẽ không phát huy được hiệu quả. Và hơn nữa, khi mà những người mà kiểm soát phương tiện và người ở trên đường, thì họ cũng là con người và họ cũng có khả năng lây nhiễm. Chúng ta một mặt thì tốn kém quá nhiều trong nguồn lực, một mặt thì vẫn có thể gây ra những cái hậu quả đáng tiếc, vẫn có thể tạo ra hậu quả đáng tiếc. Và cái nữa là đôi khi để mà
để mà hạn chế cái lượng người có thể phải ra đường làm nhiệm vụ. Thì tôi đã thấy có cái việc mà chúng ta đã rào cứng các cái lối đi, rào cứng cầu đường, thì cái điều đó nó vừa tạo nên cái tâm lý, cái tâm trạng ức chế của xã hội, nó vừa mang cái hình thức mà chúng ta đang làm một cách để mà triệt tiêu những cái công năng của hạ tầng, và điều đó là điều tôi nghĩ rằng nó không cần thiết và thực sự thì hiệu quả không cao. Vâng ạ, thưa ông, Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cũng như là vừa thông báo về quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng thiết yếu ở tại vùng 1, tức là vùng đỏ, để có thể phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 6 tháng 9. Làm một phép tính rất là đơn giản thôi, như vậy là chỉ trong vòng khoảng 40 ngày thì Hà Nội đã có 4 lần thay đổi giấy đi đường. Ông nghĩ sao về việc này ạ? Tôi nghĩ rằng là quy trình nào thì người dân, những người mà thực sự phải đi ra đường thì họ vẫn sẽ phải tìm mọi cách để làm thủ tục để đi thôi. Nhưng tôi đang chưa hình dung được là các cơ quan để mà thụ lý cái việc này, những cơ quan như công an phường hoặc là ủy ban nhân dân phường, làm liệu có quá tải trong cái việc mà xét các cái thủ tục này hay không. Thì đây là điều tôi thực sự chưa hình dung được. Và trong cái trường hợp mà bị dồn ứ thì nó sẽ khiến cho cái hoạt động của xã hội sẽ trở nên vô cùng khó khăn, bởi vì những người có nhu cầu thực sự đi họ vẫn bị động, họ bị động trong việc là đi hay ở. Và nếu như họ vẫn chưa thể thu xếp để trì hoãn, để mà thay thế các cái công việc, các cái cách thức làm việc, thì mà trong khi họ vẫn chưa đi được thì rất nhiều công việc sẽ bị ách tắc, bị cản trở. Do vậy là tôi thực sự cảm thấy lo ngại về cái việc mà quy trình làm thủ tục để cấp giấy đi đường trong cái đợt giãn cách tới. Vâng, thưa ông, hiện nay thì giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đang được áp dụng chung với tất cả các nhóm đối tượng, và trong đó thì có những nhóm người dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta nên có những cái hình thức riêng cho nhóm người này hay không, khi mà để cho họ có thể tham gia các công tác lao động và những cũng như là các hoạt động xã hội khác ạ. Tôi nghĩ rằng là dù có tiêm vaccine hay không thì cái khả năng họ lây nhiễm cho người khác vẫn còn. Và cái thứ hai nữa, ở đây thì có những người người ta không thể tiêm được vaccine. Chúng ta cũng biết rằng là có rất nhiều người mà người ta bị phản ứng với vaccine chẳng hạn. Thế thì nếu như cái việc mà cản trở hoạt động của người có cái sự phân biệt giữa người tiêm vaccine và người không tiêm vaccine, thì thực ra đây là điều tranh cãi ở trên khắp nơi trên thế giới. Có những cái nhóm họ tranh cãi, và đây là cái quyền của họ. Họ đương nhiên họ trở thành người bị yếu thế, những người không thể tiêm được vaccine. Thậm chí có người mà cái khả năng tiếp cận vaccine kém hơn, ví dụ như chúng ta bây giờ thì người già chưa được tiêm, người trẻ em chưa được tiêm, rồi có những nhóm đối tượng mà không thuộc thành phần được ưu tiên, họ không được tiêm. Thế thì họ đã bị hạn chế cái việc tiếp cận vaccine rồi, nay họ lại càng bị hạn chế các cái quyền những cái quyền của con người nữa. Điều đó tôi nghĩ rằng nó không phù hợp. Và tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng chúng ta hạn chế cái nhu cầu, chứ không nên hạn chế cái việc mà tiếp cận các cái quyền của con người.